Một thí sinh tiếp theo mang số THT130. Xin mời bạn Võ Đức Chí, xin mời bạn xuống sân khấu ạ. Các bạn thí sinh thân mến, như vậy là chúng ta giờ đây xin theo báo các bạn thêm một vấn đề nữa là chút xíu các bạn đợi là cuối chương trình này chụp chung một tấm hình cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở vòng chung kết tuần sau chúng ta sẽ nghỉ một tuần, các bạn chuẩn bị kỹ hơn. Chúng tôi yêu cầu các bạn trực tiếp liên lạc với guitarist chuẩn bị kỹ hơn. Chúng ta sẽ thi một đêm, là đêm đó các bạn chọn dòng nhạc bạn, các bạn chọn nhạc của các bạn. Đêm thứ hai là các bạn thi dòng nhạc của ban tổ chức yêu cầu các bạn. Và chúng tôi thật mong muốn các bạn là chuẩn bị nhạc thật kỹ để chúng ta đến với vòng trao giải, chúng ta sẽ diễn ngoài nhà hát Hòa Bình, các bạn chúng ta sẽ diễn tốt hơn. Chắc chắn các bạn không muốn bộ mặt của mình lên báo hoặc lên YouTube bị yếu đúng không ạ? Nên các bạn yêu cầu các bạn là chúng ta được một tuần rảnh để chúng ta tập nhạc với guitarist cho kỹ. Xin cảm ơn. Lần này thì chúng tôi sẽ bổ sung cho các bạn cả một band nhạc đúng không ạ? Đêm trao giải là có đủ hết bạn, từ violon, saxophone, keyboard, guitar và chèn trống vàng, đủ hết thì các bạn chúng ta chuẩn bị cho kỹ rồi mà. Đức Chí đâu ạ? Đức Chí ơi. Dạ. Rồi xin mời Đức Chí. Có một tràng pháo tay cho bạn Đức Chí các bạn ơi, chúng ta quên chuyện này rồi nhá. Hunter, yeah. Giới thiệu với ban khảo nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này chúng ta có một bạn nhạc viện đúng không? Ủa ai chỉnh cái gì vậy? Ủa sao lại chỉnh cho cô Jerry làm gì vậy? Đâu có hát đâu. Rồi, gửi lời chào. Dạ, em xin gửi lời chào đến bao nhiêu vị ban giám khảo và tất cả các bạn có mặt trong tối nay. Ký cho mình hỏi, nãy giờ bạn có được nghe những thí sinh kia hát trước là bạn có thấy run không? Dạ, có chút chút. Bạn có thấy thí sinh nào mà đáng để mà làm cho bạn phải sợ không? Hay sợ tôi? Sợ anh đúng không? Rồi, ok, hiểu rồi. Thôi mình cứ thi trước đi nha, giám khảo chúng ta đã sẵn sàng rồi. Chúng ta cùng đến với bạn Võ Đức Chí với khúc Mẹ. Có đổi bài không? Khúc này hai người ôm nhau là hiểu rồi. Câu chuyện ba người, hai người chỏ mỏ vô người đứng nhìn. Không, không nằm im nha, tôi đứng nha. Tôi không có nằm. Rồi, cuối cùng là bài gì? Ở thì sao nói? Một chạm ở đây, bài mẹ xin mời bài mẹ thức. Khoa ơi! Khoa MC làm gì? Khoa ơi! Ai chỉ làm gì mà sao nó làm gì nó bị hú vậy? Không, 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 được rồi, chịu không chịu được. Khoa ơi! Rồi, để em, để em. Trong lúc em chờ đợi Khoa để em. À, nó vô kìa.
Chào Đức Trí ạ, thì em xin xét phần thi của bạn và có một cái dòng hát nó có cái sự học hành ở trong đó rất là chỉnh chu và rất là đầy đặn, nó đầy đủ để cho bạn biểu diễn một cái bài hát. Và đây là một bài hát rất là hay, một bài hát về mẹ, và bài hát thì mình đã thấy là nó có cái sự dịu dàng, nó có cái sự tình cảm, và nó có những cái lúc nhỏ và những cái lúc cao trào thì bạn đã có đầy đủ hết và hoàn thành bài hát rất là cao kìa. Tuy nhiên là nếu như mà cái bài hát này, nếu như bạn hát y chang như vậy mà bạn hát một bài ballad về tình yêu á, thì mình thấy hay hơn rất là nhiều so với bài này. Bởi vì là mình thấy là cái cách hát của bạn á, nó hơi diễn quá. Tức là nó đang diễn, chưa có từ cái sự cái chất của bạn bên trong, là nó hát về mẹ và nó tình cảm thực sự trong đó. Tức là mình đang bị là mình có những cái kỹ thuật, mình có những cái kinh nghiệm biểu diễn, rồi mình có những cái quan sát xung quanh người ta diễn như thế nào, cái kỹ thuật đó, và mình áp dụng nữa, mình đưa vào cho mình. Còn cái thực sự cái bản chất khi mà hát một cái bài hát về gia đình, về tình cảm, cái đó cũng rất là khó. Và thì mình chưa thực sự, mình chưa thấy được là cái từ cái bên trong mà có khi mà hát bài hát này. Thế vậy thôi. Tuy nhiên là cái phần trình bày về cái giọng hát và cái biểu diễn của bạn thì rất là tốt, và mình hy vọng rằng bạn sẽ tiến xa hơn.